Yamaha FZS 25 2022 giá rẻ từ 42 triệu đồng. Yamaha mới cập nhật ấn phẩm FZS 25 cho thị trường Nam Á, với các tùy chọn màu mới nhìn cao cấp và giá bán cực mềm cho dân tập chơi mô tô. Nhà sản xuất xe hai bánh Yamaha đã chính thức trình diện mẫu mô tô mới 2022 FZS 25 ra thị trường Ấn Độ. Tại đây, 2022 FZS 25 có giá khởi điểm khoảng 42 triệu đồng. Lần này FZS 25 có hai tùy chọn màu mới, thay thế các màu xanh đen và xanh lá cây là các phiên bản màu đồng và màu đen tuyền. Ngoài ra xe vẫn duy trì các màu như đen kim loại, xanh lá cây đua và bản MotoGP. Cùng với những cập nhật về màu sắc, mô tô 2022 FZS 25 còn có các đồ họa mới bắt mắt. Nổi bật là các vệt màu vàng, cũng như nước sơn vàng trên vành bánh xe. Sự điểm tô này giúp cho FZS 25 mới có một diện mạo nhìn cao cấp hơn. Ngoài những thay đổi về diện mạo, 2022 Yamaha FZS 25 vẫn kế thừa các bộ phận cơ khí của đời xe trước. Xe tiếp tục được trang bị động cơ đơn xi lanh, dung tích 249 phân khối cho công suất tối đa 20,8 mã lực và mô men xoắn cực đại 20,1 Nm. Các trang bị đáng chú ý khác trên xe gồm đèn LED, ABS đôi kênh và cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD đa chức năng. Trong khi đó, 2022 Yamaha FZS 25 có hệ thống treo phục lồng trước và giảm xóc đơn tùy chỉnh 7 nấc ở phía sau. Trọng lượng của 2022 Yamaha FZS 25 nặng 154 kg, chiều cao yên ngồi 795 mm. Mẫu xe này với ngoại hình như vậy vẫn khá dễ tiếp cận và kiểm soát với nhiều tay lái. Người hâm mộ cũng hy vọng rằng mẫu xe này có thêm các trang bị như kết nối Bluetooth và ổ sạc USB. Hiện tại thì FZS 25 chưa được phân phối chính hãng ở Việt Nam. Mẫu xe này có khả năng cạnh tranh với Honda CBR 250.